Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng xin có mời quý vị theo dõi tin tài liệu tìm hiểu về chiến đấu cơ F-35 do Minh Thúy thực hiện. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những ngày gần đây, đặc tính kỹ thuật của F-35 Lightning trở thành chủ đề tranh cãi của các nhân viên cao cấp trong quân đội cũng như các chuyên gia trong và ngoài nước Mỹ. Theo CNBC thì giá một chiếc F-35A là 98 triệu Mỹ Kim, F-35B là 104 triệu Mỹ Kim và F-35C là 116 triệu Mỹ Kim. Tổng chi phí chương trình F-35 lên đến 1.500 tỷ Mỹ Kim, bao gồm chi phí nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Chiếc chiến đấu cơ F-35 được sự tài trợ chính bởi chính phủ Hoa Kỳ, cùng với các quốc gia đối tác là thành viên của NATO, các nước đồng minh của Hoa Kỳ như là Anh, Ý, Úc, Canada, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Wikipedia, thì F-35 Lightning được chế tạo từ chiếc máy bay X-35 theo dự án Joint Strike Fighter, là loại chiến đấu cơ thế hệ thứ năm, một chỗ ngồi, đa năng, có khả năng tàng hình cho tất cả các điều kiện thời tiết để thực hiện các cuộc tấn công mặt đất và các nhiệm vụ phòng không. F-35 bao gồm 3 mô hình chính. F-35A là loại cất cánh và hạ cánh thông thường. F-35B là loại cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng. F-35C dùng trên hàng không mẫu hạm với máy hỗ trợ phóng phi cơ. F-35 được thao diễn vào năm 2000, cất cánh lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 12, 2006 vào ngày 31 tháng 7 năm 2015, lần đầu tiên sau khi thử nghiệm, thì Hải quân Hoa Kỳ đã có một phi đội cho chiến đấu cơ F-35B. Ngày 2 tháng 8 năm 2016, không quân Hoa Kỳ đã sẵn sàng với phi đội đầu tiên cho máy bay chiến đấu F-35A. F-35 được thiết kế và chế tạo do Lockheed Martin dẫn đầu cùng với Northrop Grumman, Brad Whitney và BAE Systems. Hoa Kỳ có chương trình mua 2.457 chiếc F-35 cho năm 2037 với thời gian phục vụ dự định cho đến năm 2070 để cung cấp cho không quân, hải quân và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong những thập niên tới. Tuy nhiên, hiện nay chương trình F-35 không được như mong đợi, đang gặp nhiều vấn đề cũng như tranh cãi vì giá càng ngày càng cao, cũng như không đạt được tiêu chuẩn của quân đội đề ra, và gặp nhiều vấn đề khi thử nghiệm. Vì thế nên Hoa Kỳ chỉ dùng F-35 để sản xuất ra nước ngoài và thử nghiệm chứ chưa trang bị và chế tạo như kế hoạch ban đầu. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết đã dời lại kế hoạch chế tạo hàng loạt đến năm 2019 vì chỉ mới thực hiện được 25% các cuộc bay thử nghiệm tính đến năm 2012. Xong dự án chiến đấu cơ F-35 đắt nhất lịch sử này, lại là đại diện cho sức mạnh quân đội Hoa Kỳ trong tương lai gần đây. F-35 được cho là chiến đấu cơ tối tân với các điểm nổi bật như là khả năng tàng hình, kết hợp các modern sensor và hệ thống điện tử tân tiến với tốc độ cực nhanh gấp 1 phần 6 lần tốc độ âm thanh, khoảng 1930 km h Nhà phân tích quốc phòng Andrew David lập luận, điểm nhanh của F-35 bên cạnh việc kết hợp hoàn hảo Giữa hệ thống vũ khí tầm xa Modern Sensor, kỹ thuật tàng hình. Ngũ giác đài còn áp dụng hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh tầm xa cho chiến đấu cơ trong các hoạt động chiến đấu. Quan điểm của nhóm thiết kế là chế tạo một chiến đấu cơ đặc biệt cho không chiến tầm xa hơn là cận chiến. Nếu nhìn vào kỹ thuật và kỹ năng trong chiếc F35 thì đối phương có rất ít cơ hội để tiếp cận. Tuy nhiên F-35 chỉ có thể mang theo 4 hỏa tiễn tầm xa. Để thành công trong không chiến, F-35 phải tiêu diệt được máy bay của đối phương bằng cách dùng hỏa tiễn tầm xa nhằm tránh rơi vào thế bất lợi trong lúc cận chiến. Ngoài ra, thì vấn đề hạn chế khả năng nhào lộn, tốc độ của chiến đấu cơ này chậm hơn so với các chiến đấu cơ Su-27 của Nga và J-11 của Trung Cộng. Như vậy, chiến đấu cơ đắt giá nhất của nước Mỹ hoàn toàn bất lợi trong cuộc đuổi bắt nếu có. Trích dẫn bài viết của tác giả Bill French và Daniel Ekren đăng ở trên National Security Network nhận định về khả năng của chiến đấu cơ tàng hình F-35 khi hoạt động ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hai nhà phân tích cho rằng, chiến đấu cơ hiện đại nhất của nước Mỹ lại có nhiều thiếu sót lớn, khiến nó không thể phù hợp và đáp ứng với các mối đe dọa hiện nay. Chuyên gia Kim giám đốc viện chính sách và chiến lược Australia cũng cho rằng những kỹ thuật và kỹ nghệ mà F35 dùng chưa chứng minh được kết quả như mong muốn. Nếu đối phương dựa vào lợi thế của chiến đấu cơ này trong hệ thống dẫn đường tầm xa thì nó có thể sẽ trở thành mối nguy hiểm cho F35. Thành công trong không chiến tầm xa của chiếc F35 Lightning phụ thuộc vào hệ thống giám sát thông tin tình báo chiến trường. C4 IRS, viết tắt từ Command, Control, Community, Computer, Intelligence, Surveillance và Recognition. Đây là lĩnh vực Mỹ chiếm nhiều ưu thế. Trong khi đó, thì Trung Cộng đang tập trung vào học thuyết quân sự tấn công vào hệ thống C4 IRS của Mỹ, đặc biệt là khả năng tấn công vệ tinh. Thời gian gần đây, thì Bắc Kinh phát triển mạnh kỹ thuật tấn công không gian mạng, tác chiến điện tử mà họ gọi là học thuyết I-NEW. Thiếu tướng Đới Thanh Dân, chỉ huy chương trình I-NEW từng nói, mục tiêu hàng đầu của học thuyết mới là phá vỡ hệ thống thông tin chiến đấu của đối phương. Malcolm David chuyên gia nghiên cứu tại Viện Đại học Bonn, Australia, đặt ra giả thuyết liệu chiến đấu cơ F-35 hiện đại nhất của Hoa Kỳ có chiếm được ưu thế so với các chiến đấu cơ của Nga và Trung Cộng hay không. Vị chuyên gia này cho rằng, các nước có thể đang nghiên cứu kỹ về chương trình F-35 sẽ tấn công vào điểm chính yếu và họ chắc chắn sẽ không để cho chiến đấu cơ của Mỹ nắm toàn bộ lợi thế trong lúc chiến đấu. Trong một cuộc thử nghiệm mô phỏng do công ty Range thực hiện, tỷ lệ tổng thất của F-35 khi đối mặt với SU-35 là 2.4 trên 1, tức là Mỹ phải chịu tổng thất 2.4 chiếc F-35 mới bắn hạ được một chiếc Su-35. Nhưng theo dữ liệu thử nghiệm của ngũ giác đài lại cho một kết quả khác. Một chiếc F-35 có thể tiêu diệt được ba chiếc Su-27 hoặc là MIG-29 của Nga. Andrew David kết luận, Mỹ đang cố gắng chế tạo một chiến đấu cơ không đối thủ, môi trường chiến thuật mà họ nắm thế chủ động. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể đạt được khi đối phó với các quốc gia có sức mạnh quốc phòng kém xa nước Mỹ. Với những lực lượng không quân mạnh như Nga, Trung Cộng, F-35 khó có khả năng làm chủ cuộc chiến. Khi F-35 hoạt động trong môi trường chiến thuật bất lợi, những điểm mạnh có thể trở thành tử huyệt cho chiến đấu cơ F-35. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin tạm ngừng. Kính mời quý vị đón xem Good Morning Washington DC vào 9h30 sáng, giờ hoa thành đốn trên hệ thống đài truyền hình SPTN. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.